muốn bắt cóc Filippo, rồi còn giam cầm cậu ta. Michelle nói với Filippo rằng mình đã nhìn thấy mẹ cậu ta, đồng thời an ủi cậu ta rằng mẹ cậu nói rất yêu cậu và vô cùng nhớ cậu. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Michelle bước đến trước mặt Filippo, cho cậu ta sờ lên người mình vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu. Filippo rất khó có thể mở mắt ra. Qua cuộc nói chuyện, hai người biết được cả hai đều vừa tròn 10 tuổi. Và thế là họ trở thành bạn bè. Bởi vì đám người đến nhà gần đây khiến Michelle rất không vui, nên cậu rất muốn rời khỏi đây. Cha cậu hứa với cậu, đợi một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, sẽ đưa cả gia đình đi chơi biển. Michelle không biết rằng bọn họ bắt cóc Filippo là muốn có được số tiền chuộc, nhưng cậu cũng biết rằng nhất định sẽ có nguy hiểm. Thế là Michelle đi tìm cậu bạn thân Salvatore và nói bí mật này cho cậu ta biết, định nhờ Salvatore hiến kế. Nhưng Salvatore dường như chẳng hề quan tâm và cũng chẳng để ý đến. Nhưng cậu ta đã tặng cho Michelle một chiếc xe đồ chơi. Michelle lại đến chỗ cái hố, nhưng lần này cậu phát hiện Filippo đã trở nên sạch sẽ hơn. Bọn họ đã tắm gội cho cậu ấy, chiếc khóa ở chân cũng được mở ra. Thế là Michelle mời Filippo ra ngoài chơi. Filippo không hề biết rằng nơi này chỉ là một cái hố, nên cậu không hứng thú lắm với mọi thứ bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Michelle cõng Filippo đi trên cánh đồng lúa mạch. Sau rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng Filippo cũng mở được mắt ra. Michelle tặng cho Filippo chiếc xe nhỏ, cậu muốn làm cho Filippo vui. Sau đó hai người đua đùa trên cánh đồng. Filippo cuối cùng đã cười, bọn họ thật sự rất vui vẻ. Nếu cứ mãi vui vẻ thế này thì tốt biết bao. Sau khi trở lại chiếc hố, Michelle nói ngày mai cậu sẽ trở lại và hứa sẽ mang bánh sandwich cho cậu. Lúc này cậu bỗng phát hiện ra một dấu chân trên tường, rồi tiếp sau đó dây thừng bỗng bị người khác kéo lên mất. Hóa ra là tên lưu manh kia. Hắn liền lôi cổ Michelle rồi tống vào xe. Nhưng điều khiến Michelle bất ngờ là cậu bạn thân Salvatore cũng ở trong xe. Thật không ngờ bạn cậu vì có thể lái chiếc xe của tên lưu manh đã bán đứng cậu. Tối đó bố Michelle hỏi cậu có phải muốn thả Filippo ra. Michelle liền nói hai người chỉ ra ngoài tắm nắng mà thôi. Sắc mặt cha cậu liền thay đổi, ông ấy sợ Filippo nhận ra cậu. Nhưng Michelle lại nói dối là Filippo không mở nổi mắt. Cha cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh cáo Michelle không được tiếp tục đi gặp Filippo nữa, nếu không đám người kia sẽ giết cậu. Michelle đành phải thề sẽ không đi tìm Filippo nữa. Cũng từ khi đó, Michelle thi thoảng lại nhớ đến Filippo. Sau đó cậu đi đến chỗ hàng rào rồi nhìn vào. Cậu lo lắng Filippo sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục vào. Cho đến một ngày kia, đám bạn rủ cậu tham gia đua xe, đích đến chính là ngôi nhà hoang kia. Michelle hơi do dự, nhưng vẫn theo các bạn lên đường. Cũng chính lúc này, bầu trời bắt đầu tối sầm, giống như biết được cậu đã làm trái lời thề. Bầu trời đổ cơn mưa, nhìn đám bạn đã chạy hết vào nhà trú mưa, Michelle cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Michelle bỗng chốc vô cùng thất vọng. Nhưng khi cậu bạn Salvatore nói với cậu có lẽ Filippo không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị chuyển đến một cái hố khác, Michelle nghe thấy thế mới hết lo lắng. Cơn mưa qua đi, đám trẻ cũng lần lượt về nhà, nhưng chúng phát hiện người lớn đều đã biến mất. Cô em gái nói với Michelle rằng mọi người đều đã đến quầy tạp hóa để họp bàn với nhau. Tối đó Michelle nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nói rằng cảnh sát đã phái cả trực thăng tìm kiếm đến, lại muốn bắt cóc Filippo rồi còn giam cầm cậu ta. Michelle nói với Filippo rằng mình đã nhìn thấy mẹ cậu ta, đồng thời an ủi cậu ta rằng mẹ cậu nói rất yêu cậu và vô cùng nhớ cậu. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Michelle bước đến trước mặt Filippo, cho cậu ta sờ lên người mình vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu. Filippo rất khó có thể mở mắt ra. Qua cuộc nói chuyện, hai người biết được cả hai đều vừa tròn 10 tuổi. Và thế là họ trở thành bạn bè. Bởi vì đám người đến nhà gần đây khiến Michelle rất không vui, nên cậu rất muốn rời khỏi đây. Cha cậu hứa với cậu, đợi một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, sẽ đưa cả gia đình đi chơi biển. Michelle không biết rằng bọn họ bắt cóc Filippo là muốn có được số tiền chuộc, nhưng cậu cũng biết rằng nhất định sẽ có nguy hiểm. Thế là Michelle đi tìm cậu bạn thân Salvatore và nói bí mật này cho cậu ta biết, định nhờ Salvatore hiến kế. Nhưng Salvatore dường như chẳng hề quan tâm và cũng chẳng để ý đến. Nhưng cậu ta đã tặng cho Michelle một chiếc xe đồ chơi. Michelle lại đến chỗ cái hố, nhưng lần này cậu phát hiện Filippo đã trở nên sạch sẽ hơn. Bọn họ đã tắm gội cho cậu ấy, chiếc khóa ở chân cũng được mở ra. Thế là Michelle mời Filippo ra ngoài chơi. Filippo không hề biết rằng nơi này chỉ là một cái hố, nên cậu không hứng thú lắm với mọi thứ bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Michelle cõng Filippo đi trên cánh đồng lúa mạch. Sau rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng Filippo cũng mở được mắt ra. Michelle tặng cho Filippo chiếc xe nhỏ, cậu muốn làm cho Filippo vui. Sau đó hai người đua đùa trên cánh đồng. Filippo cuối cùng đã cười, bọn họ thật sự rất vui vẻ. Nếu cứ mãi vui vẻ thế này thì tốt biết bao. Sau khi trở lại chiếc hố, Michelle nói ngày mai cậu sẽ trở lại và hứa sẽ mang bánh sandwich cho cậu. Lúc này cậu bỗng phát hiện ra một dấu chân trên tường, rồi tiếp sau đó dây thừng bỗng bị người khác kéo lên mất. Hóa ra là tên lưu manh kia. Hắn liền lôi cổ Michelle rồi tống vào xe. Nhưng điều khiến Michelle bất ngờ là cậu bạn thân Salvatore cũng ở trong xe. Thật không ngờ bạn cậu vì có thể lái chiếc xe của tên lưu manh đã bán đứng cậu. Tối đó bố Michelle hỏi cậu có phải muốn thả Filippo ra. Michelle liền nói hai người chỉ ra ngoài tắm nắng mà thôi. Sắc mặt cha cậu liền thay đổi, ông ấy sợ Filippo nhận ra cậu.
nhưng Michel lại nói dối là Filippo không mở nổi mắt. Cha cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh cáo Michel không được tiếp tục đi gặp Filippo nữa, nếu không đám người kia sẽ giết cậu. Michel đành phải thề sẽ không đi tìm Filippo nữa. Cũng từ khi đó, Michel thi thoảng lại nhớ đến Filippo. Sau đó cậu đi đến chỗ hàng rào rồi nhìn vào. Cậu lo lắng Filippo sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục vào. Cho đến một ngày kia, đám bạn rủ cậu tham gia đua xe, đích đến chính là ngôi nhà hoang kia. Michel hơi do dự, nhưng vẫn theo các bạn lên đường. Cũng chính lúc này, bầu trời bắt đầu tối sầm, giống như biết được cậu đã làm trái lời thề. Bầu trời đổ cơn mưa, nhìn đám bạn đã chạy hết vào nhà trú mưa, Michel cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Michel bỗng chốc vô cùng thất vọng. Nhưng khi cậu bạn Savanto nói với cậu, có lẽ Filippo không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị chuyển đến một cái hố khác. Michel nghe thấy thế mới hết lo lắng. Cơn mưa qua đi, đám trẻ cũng lần lượt về nhà, nhưng chúng phát hiện người lớn đều đã biến mất. Cô em gái nói với Michel rằng mọi người đều đã đến quầy tạp hóa để họp bàn với nhau. Tối đó Michel nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nói rằng cảnh sát đã phái cả trực thăng tìm kiếm, đến lại muốn bắt cóc Filippo, rồi còn giam cầm cậu ta. Michel nói với Filippo rằng mình đã nhìn thấy mẹ cậu ta, đồng thời an ủi cậu ta rằng mẹ cậu nói rất yêu cậu và vô cùng nhớ cậu, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Michel bước đến trước mặt Filippo, cho cậu ta sờ lên người mình vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu. Filippo rất khó có thể mở mắt ra. Qua cuộc nói chuyện, hai người biết được cả hai đều vừa tròn 10 tuổi, và thế là họ trở thành bạn bè. Bởi vì đám người đến nhà gần đây khiến Michel rất không vui, nên cậu rất muốn rời khỏi đây. Cha cậu hứa với cậu, đợi một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, sẽ đưa cả gia đình đi chơi biển. Michel không biết rằng bọn họ bắt cóc Filippo là muốn có được số tiền chuộc, nhưng cậu cũng biết rằng nhất định sẽ có nguy hiểm. Thế là Michel đi tìm cậu bạn thân Savanto và nói bí mật này cho cậu ta biết, định nhờ Savanto hiến kế. Nhưng Savanto dường như chẳng hề quan tâm và cũng chẳng để ý đến. Nhưng cậu ta đã tặng cho Michel một chiếc xe đồ chơi. Michel lại đến chỗ cái hố, nhưng lần này cậu phát hiện Filippo đã trở nên sạch sẽ hơn. Bọn họ đã tắm gội cho cậu ấy, chiếc khóa ở chân cũng được mở ra. Thế là Michel mời Filippo ra ngoài chơi. Filippo không hề biết rằng nơi này chỉ là một cái hố, nên cậu không hứng thú lắm với mọi thứ bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Michel cõng Filippo đi trên cánh đồng lúa mạch. Sau rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng Filippo cũng mở được mắt ra. Michel tặng cho Filippo chiếc xe nhỏ, cậu muốn làm cho Filippo vui. Sau đó hai người đua đùa trên cánh đồng, Filippo cuối cùng đã cười. Bọn họ thật sự rất vui vẻ. Nếu cứ mãi vui vẻ thế này thì tốt biết bao. Sau khi trở lại chiếc hố, Michel nói ngày mai cậu sẽ trở lại và hứa sẽ mang bánh sandwich cho cậu. Lúc này cậu bỗng phát hiện ra một dấu chân trên tường, rồi tiếp sau đó dây thừng bỗng bị người khác kéo lên mất. Hóa ra là tên lưu manh kia. Hắn liền lôi cổ Michel rồi tống vào xe. Nhưng điều khiến Michel bất ngờ là cậu bạn thân Savanto cũng ở trong xe. Thật không ngờ, bạn cậu vì có thể lái chiếc xe của tên lưu manh đã bán đứng cậu. Tối đó bố Michel hỏi cậu có phải muốn thả Filippo ra. Michel liền nói hai người chỉ ra ngoài tắm nắng mà thôi. Sắc mặt cha cậu liền thay đổi, ông ấy sợ Filippo nhận ra cậu. Nhưng Michel lại nói dối là Filippo không mở nổi mắt. Cha cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh cáo Michel không được tiếp tục đi gặp Filippo nữa, nếu không đám người kia sẽ giết cậu. Michel đành phải thề sẽ không đi tìm Filippo nữa. Cũng từ khi đó, Michel thi thoảng lại nhớ đến Filippo. Sau đó cậu đi đến chỗ hàng rào rồi nhìn vào. Cậu lo lắng Filippo sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục vào. Cho đến một ngày kia, đám bạn rủ cậu tham gia đua xe, đích đến chính là ngôi nhà hoang kia. Michel hơi do dự, nhưng vẫn theo các bạn lên đường. Cũng chính lúc này, bầu trời bắt đầu tối sầm, giống như biết được cậu đã làm trái lời thề. Bầu trời đổ cơn mưa, nhìn đám bạn đã chạy hết vào nhà trú mưa, Michel cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Michel bỗng chốc vô cùng thất vọng. Nhưng khi cậu bạn Savanto nói với cậu, có lẽ Filippo không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị chuyển đến một cái hố khác. Michel nghe thấy thế mới hết lo lắng. Cơn mưa qua đi, đám trẻ cũng lần lượt về nhà, nhưng chúng phát hiện người lớn đều đã biến mất. Cô em gái nói với Michel rằng mọi người đều đã đến quầy tạp hóa để họp bàn với nhau. Tối đó Michel nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nói rằng cảnh sát đã phái cả trực thăng tìm kiếm, đến lại muốn bắt cóc Filippo, rồi còn giam cầm cậu ta. Michel nói với Filippo rằng mình đã nhìn thấy mẹ cậu ta, đồng thời an ủi cậu ta rằng mẹ cậu nói rất yêu cậu và vô cùng nhớ cậu, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Michel bước đến trước mặt Filippo, cho cậu ta sờ lên người mình vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu. Filippo rất khó có thể mở mắt ra. Qua cuộc nói chuyện, hai người biết được cả hai đều vừa tròn 10 tuổi, và thế là họ trở thành bạn bè. Bởi vì đám người đến nhà gần đây khiến Michel rất không vui, nên cậu rất muốn rời khỏi đây. Cha cậu hứa với cậu, đợi một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, sẽ đưa cả gia đình đi chơi biển. Michel không biết rằng bọn họ bắt cóc Filippo là muốn có được số tiền chuộc, nhưng cậu cũng biết rằng nhất định sẽ có nguy hiểm. Thế là Michel đi tìm cậu bạn thân Savanto và nói bí mật này cho cậu ta biết, định nhờ Savanto hiến kế. Nhưng Savanto dường như chẳng hề quan tâm và cũng chẳng để ý đến. Nhưng cậu ta đã tặng cho Michel một chiếc xe đồ chơi. Michel lại đến chỗ cái hố, nhưng lần này cậu phát hiện
Filippo đã trở nên sạch sẽ hơn, bọn họ đã tắm gội cho cậu ấy. Chiếc khóa ở chân cũng được mở ra. Thế là Michel mời Filippo ra ngoài chơi. Filippo không hề biết rằng nơi này chỉ là một cái hố, nên cậu không hứng thú lắm với mọi thứ bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Michel cõng Filippo đi trên cánh đồng lúa mạch. Sau rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng Filippo cũng mở được mắt ra. Michel tặng cho Filippo chiếc xe nhỏ. Cậu muốn làm cho Filippo vui. Sau đó hai người đua đùa trên cánh đồng. Filippo cuối cùng đã cười. Bọn họ thật sự rất vui vẻ. Nếu cứ mãi vui vẻ thế này thì tốt biết bao. Sau khi trở lại trước hố, Michel nói ngày mai cậu sẽ trở lại và hứa sẽ mang bánh sandwich cho cậu. Lúc này, cậu bỗng phát hiện ra một dấu chân trên tường. Rồi tiếp sau đó, dây thừng bỗng bị người khác kéo lên mất. Hóa ra là tên lưu manh kia. Hắn liền lôi cổ Michel rồi tống vào xe. Nhưng điều khiến Michel bất ngờ là cậu bạn thân Savanto cũng ở trong xe. Thật không ngờ, bạn cậu vì có thể lái chiếc xe của tên lưu manh đã bán đứng cậu. Tối đó, bố Michel hỏi cậu có phải muốn thả Filippo ra. Michel liền nói hai người chỉ ra ngoài tắm nắng mà thôi. Sắc mặt cha cậu liền thay đổi. Ông ấy sợ Filippo nhận ra cậu. Nhưng Michel lại nói dối là Filippo không mở nổi mắt. Cha cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh cáo Michel không được tiếp tục đi gặp Filippo nữa. Nếu không, đám người kia sẽ giết cậu. Michel đành phải thề sẽ không đi tìm Filippo nữa. Cũng từ khi đó, Michel thi thoảng lại nhớ đến Filippo. Sau đó cậu đi đến chỗ hàng rào rồi nhìn vào. Cậu lo lắng Filippo sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục vào. Cho đến một ngày kia, đám bạn rủ cậu tham gia đua xe, đích đến chính là ngôi nhà hoang kia. Michel hơi do dự, nhưng vẫn theo các bạn lên đường. Cũng chính lúc này, bầu trời bắt đầu tối sầm, giống như biết được cậu đã làm trái lời thề. Bầu trời đổ cơn mưa, nhìn đám bạn đã chạy hết vào nhà trú mưa, Michel cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Michel bỗng chốc vô cùng thất vọng. Nhưng khi cậu bạn Savanto nói với cậu có lẽ Filippo không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị chuyển đến một cái hố khác, Michel nghe thấy thế mới hết lo lắng. Cơn mưa qua đi, đám trẻ cũng lần lượt về nhà, nhưng chúng phát hiện người lớn đều đã biến mất. Cô em gái nói với Michel rằng mọi người đều đã đến quầy tạp hóa để họp bàn với nhau. Tối đó Michel nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nói rằng cảnh sát đã phái cả trực thăng tìm kiếm.